nhà xưởng, nhà hàng, nhà ở, vi phạm trật tự xây dựng không chỉ tràn lan nơi rìa làng, dọc đường quốc lộ mà còn vô tư mọc ngay giữa cánh đồng đang canh tác. Tất cả đang làm thu hẹp diện tích đất canh tác, khiến người dân thiếu đất để sản xuất, nguy cơ mất an toàn, an ninh nông thôn. Các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích diễn ra ở hầu hết các xóm trên địa bàn thôn Hà Hương, xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Nguy hiểm hơn, hàng nghìn mét vuông đất bờ sôi ruộng mật với cơ sở hạ tầng, thủy lợi thuận lợi cho canh tác đã được hô biến thành các nhà xưởng, nhà hàng để sản xuất, kinh doanh kiếm lời, gây thất thoát thuế nhà nước. Theo ghi nhận của chúng tôi, các công trình này được xây dựng kiên cố và lắp đặt đầy đủ tiện nghi hiện đại như điều hòa, bình nước inox đã đi vào sử dụng, nằm giữa cánh đồng nơi bà con nhân dân đang canh tác. Công trình nổi bật giữa cánh đồng là nhà hàng được quây quanh bởi lớp tôn màu xanh hòa cùng hàng cây, nhưng chúng cũng không đủ cao để che đi nhà hàng hoành tráng bên trong. Phía ngoài cổng có treo tấm biển lớn mang tên Bảo Minh Quán, bên trong là dãy bàn ghế và cũng tại đây, một trạm biến áp lớn đã được dựng lên. Gần đó, một ngôi nhà ba gian kiên cố cũng mới được xây dựng xong. Điều đáng nói ở đây là cả hai công trình trên đều nằm sát mặt đường lớn chứ không phải nằm ở diện tích đất vùng chiêm trũng. Tiếp đến là hàng loạt công trình được xây dựng kiên cố ở khu vực cửa tổng làng Đông và vùng tám cửa làng Tây. Nhiều công trình cũng được trang bị điều hòa, bên trong dâm gian tiếng máy xẻ gỗ, tiếng đục, tiếng bào. Ông Hoàng Hữu Tiến cho biết, sau khi dồn điền đổi thửa thì các công trình này mới được xây dựng nhưng lại không được chính quyền sở tại ngăn chặn. Sau khi dồn điền đổi thửa, một số hộ, kể cả trưởng thôn đến bí thư, làm nhà trái phép trên ruộng đất 64. Ruộng của chúng tôi đây này, than thán cả cửa làng đây này, là một năm hai vụ lúa trồng một vụ màu. Thế mà bây giờ các anh bảo đây, cứ đào mới bới làm trang trại. Cùng chung bức xúc với ông Tiến, bà Hương cho biết, rất nhiều người dân ở đây bức xúc về vấn đề xây dựng trên đất nông nghiệp này. Người dân ở đây cũng đã phản ánh tình trạng này lên các cấp chính quyền huyện Đông Anh. Nhưng thực tế, ở địa phương thì vẫn chưa thay đổi. Bản thân cá nhân tôi cũng như là các hộ dân ở trong thôn rất chi là bức xúc với lại cái vấn đề về việc chuyển đổi cây trồng. Một số hộ dân ở trong thôn, trong đó có trưởng thôn bí thư của thôn Hà Hương là đã tự xây tường, xây nhà. Mà chúng tôi cũng rất bức xúc thì chúng tôi cũng đã làm đơn, cũng đã kiến nghị hết lên các cấp, từ xã lên đến huyện. Trong quá trình tìm hiểu về vấn đề nêu trên, chúng tôi cũng nhận được thêm một số bức xúc về việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thôn Hà Hương, xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả về các vấn đề nêu trên.